Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ focus cho cái gì? Chúng ta tập trung cho cái gì? Dạ, chúng ta tập trung một điều duy nhất, đó là tập trung vào điều bạn có thể kiểm soát và khai thác thôi. Đừng tập trung vào những điều mình không thể kiểm soát. Dạ, em giả sử như trời mưa. Trời ơi, tập trung với nó làm gì? Có người mưa quá cũng than, không mưa cũng than, nắng quá cũng than, nóng quá cũng than. Chỉ thị 16 ra là than, mà không có chỉ thị 16 cũng than. Dạ, vậy thì chúng ta không thể nào đi kiểm soát cái điều mà đi không thể nào tập trung vô điều không kiểm soát được. Nha, và nó không có mang lại một cái giá trị nào cho mình hết. Vậy thì đừng tập trung cho những điều mà mình không thể kiểm soát. Chỉ tập trung duy nhất vào điều chúng ta có thể kiểm soát và khai thác thôi. Dạ, đây là số 1 ạ. Xin mọi người vui lòng đánh cái này hoặc là typing cái này lên trên khung chat giúp giùm Hải là số 1, focus, sự tập trung. Dạ, sự tập trung, số 1 là sự tập trung ạ. Một điều tập trung duy nhất ở tại một thời điểm thôi ạ. Cái này giúp cho mọi người tích cực ngay lập tức luôn. Tại vì khi chúng ta tập trung hết tất cả năng lượng, tư duy của chúng ta cho một điều tích cực rồi, những điều tiêu cực không bao giờ xâm nhiễm vô đầu óc của chúng ta được nữa. Nhà chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất thì không bao giờ có điều tiêu cực nào xâm nhiễm vô, tại vì chúng ta đã tự tạo ra được cho mình một cái màn bọc thứ nhất. Nhà vậy là chúng ta có một cái tuyệt chiêu thứ nhất là focus, tập trung vào điều mình có thể kiểm soát và khai thác. Nhà. Và điều thứ hai, số 2. Số 2, hồi nãy số 1 rồi bây giờ tới số 2 ạ. Là khai thác hai cái. Khai thác hai cái. Thứ nhất là khai thác điểm mạnh. Thứ hai là khai thác tiềm năng. Dạ, hai cái này nghe thì nó giống giống nhau nhưng mà thiệt ra là nó khác nhau ạ. Khai thác điểm mạnh và khai thác tiềm năng. Cái điều thú vị nhất trong buổi sáng hôm nay là hãy chia sẻ với mọi người một cái từ, đó là điểm mạnh và từ tiềm năng. Thì điểm mạnh chính là tiềm năng đã được khai thác. Điểm mạnh chính là tiềm năng đã được khai thác rồi, và tiềm năng thì lại chính là năng lực để mà chúng ta khai thác ra điểm mạnh. Tiềm năng chính là năng lực khai thác ra điểm mạnh. Thì nếu như mà cái điều đó đã được khai thác ra rồi, cái tiềm năng đã được khai phá rồi, đã được hanh thông rồi, thì nó lại trở thành điểm mạnh. Và điểm mạnh có nhiều hay ít là do chúng ta khai thác được tiềm năng của con người mình hay không. Theo các anh chị thì tiềm năng có giới hạn hay vô hạn ạ? Tiềm năng của bất cứ ai cũng đều là vô hạn các anh chị. Hãy tin rằng một điều là tiềm năng của mỗi con người là vô hạn, và mỗi con người đều có sự vô hạn đó của tiềm năng. Chúng ta chỉ chưa khai thác được mà thôi. Chúng ta chưa khai thác hết. Và nếu như các anh chị muốn khai thác ra được cái tiềm năng của bản thân mình, hãy tìm cho mình một người coach, một nhà huấn luyện, một người bạn thân, một người mentor, một thầy giáo, một minh sư. Và chính những người đó sẽ giúp cho mình khai thác hết tất cả những cái tiềm năng nó còn ẩn bên trong, để nó tạo ra cái được cái điểm mạnh cho mình. Và chính cái việc khai thác tiềm năng này giúp cho chúng ta tập trung được hai vấn đề, đó là khai thác điểm mạnh, tập trung điểm mạnh và khai thác được cái tiềm năng của con người mình. Và là có hai cái khai thác đó. Vậy thì số 3, số 2 thì chúng ta vừa mới chia sẻ xong rồi. Hãy xin nhắc lại hai thứ khai thác, đó là điểm mạnh và khai thác tiềm năng. Vậy thì số 3 ạ. Số 3 có nghĩa là ba kiểm soát. Ba kiểm soát. Có ba thứ con người mình kiểm soát dễ lắm mà mình hay bị nó mình buông cho nó chạy á. Hải hay gọi là tâm viên ý mã đó. Mình hay cho mấy con khỉ, mấy con ngựa nó chạy vòng 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 vòng. Thật ra điều này là chúng ta có thể kiểm soát. Và chính nó nằm trong con người mình rồi. Nó sẵn trong tay mình rồi. Chủ yếu là mình có tập trung để kiểm soát nó hay không thôi. Vậy thì thứ nhất đó là thái độ. Thứ hai đó là sự nỗ lực. Và thứ ba đó là hành động của bản thân. Thứ nhất là thái độ, thứ hai là nỗ lực, thứ ba là hành động của bản thân. Vậy chính ba điều mà chúng ta có thể kiểm soát này, vậy thì mỗi ngày nếu như chúng ta tập trung vào việc trở nên tích cực hơn, sử dụng cái nguyên tắc số 1, tập trung vào điều quan trọng nhất trong ngày, thì chúng ta sẽ trở nên tích cực hơn và giúp cho mọi người trong xung quanh mình trở nên tốt hơn. Nếu chúng ta thực hành ba kiểm soát này, thực hành kiểm soát thái độ, thực hành kiểm soát sự nỗ lực, thực hành kiểm soát hành động. Hãy xin hỏi là nỗ lực của chúng ta kiểm soát được không ạ? Bản thân chúng ta được hay không được khi chúng ta tự kiểm soát sự nỗ lực của mình? Được. Được. Tại vì ai cũng có thể quyết định thời gian của mình cả. Thiên Chúa cho mọi sự rất là công bằng.
Nhà vũ trụ cũng cho mọi sự rất là công bằng. Và anh trụ anh nói là ai trên thế giới này cũng đều có một ngày 24 tiếng. Không ai có được tiếng thứ 25. Nhưng chúng ta chưa có sắp xếp thời gian 24 tiếng của bản thân mình theo đúng với lại cái thang bậc của sự nỗ lực so với kỳ vọng của bản thân thôi. Kỳ vọng chúng ta đặt cao như vậy mà nỗ lực nó mới có như vậy thôi. Cái chúng ta đau khổ tại vì cái nỗ lực của chúng ta không cao bằng với lại cái kỳ vọng. Chúng ta thấy bất đắc chí, chúng ta thấy chúng ta bị mệt mỏi, chúng ta thấy chúng ta bị vướng phải những điều mà nó rào cản mình tại vì nỗ lực của chúng ta không đủ. Xin chào em Linh. Vậy thì chúng ta có 3 thứ để chúng ta kiểm soát. Vậy thì hãy xin chia sẻ với mọi người thêm nữa cái số 4. Đó là bộ tứ tư duy. Cái số 4 là bộ tứ tư duy. Bao gồm có 4 chữ, 4 cái loại tư duy rất đặc biệt. Đó là lạc quan, bi quan, dễ dàng và khốn khó. Vậy thì theo các anh chị chọn cái bộ tứ tư duy này như thế nào ạ? Như hồi nãy đầu giờ mình có nói với nhau ha. Anybody but choice that everything. Vậy thì sự lựa chọn của bản thân trong khoảng thời gian mình tồn tại đó là sự dịch chuyển giữa sự lựa chọn thôi. Thay vì chọn cái này thì chúng ta chọn cái khác. Vậy thì trong bộ tứ tư duy lạc quan và bi quan, chúng ta hãy dịch chuyển mọi thứ sang lạc quan thì tự động tất cả các rào cản nó sẽ biến mất đi và nó trở thành dễ dàng hơn nếu như chúng ta lạc quan. Nó dễ dàng hơn nếu chúng ta lạc quan. Nếu như chúng ta bi quan thì chắc chắn rồi mọi sự với góc nhìn và cái góc nhìn tư duy của nó sẽ đi theo chiều hướng tập trung cho sự khốn khó. Còn nếu như chúng ta chọn cái mép, cái bộ tứ tư duy là chúng ta chọn cái góc nhìn lạc quan thì cái tư duy xuất hiện còn lại sau kết quả nó sẽ là hình thức của sự dễ dàng. Khi chúng ta lạc quan rồi thì mọi sự sẽ trở thành dễ dàng. Và Hải rất là thích cái câu, và Hải xin phép luôn cái câu này do anh Diệp Khanh anh trích dẫn trong cái content anh biết, nó là ta lạc quan không phải vì đời dễ dàng, ta lạc quan vì đời khốn khó. Rất là thích Hải rất là thích cái câu này. Cái câu này cũng là cái câu viết chủ đề luôn, đó là ta lạc quan không phải vì đời dễ dàng, ta lạc quan là vì đời khốn khó. Sự lạc quan cho sức mạnh của ta vượt qua khốn khó, tiến về phía trước, và ta có thể tin tưởng rằng tương lai tốt đẹp đang chờ ta. Tại sao không ạ? Tại vì tư duy là tư duy của mình, lựa chọn là lựa chọn của mình, góc nhìn là góc nhìn của mình. Vậy thì chúng ta hoàn toàn được phép tự lựa chọn cái bộ tứ tư duy này, và từ góc nhìn tư duy này chúng ta ra được kết quả khác. Không ai ép mình hết, tự mình không chịu nhìn ở góc nhìn của sự tư duy lạc quan hay là dễ dàng thôi. Rồi, hồi nãy giờ Hải có nói tới 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Hải xin là tập trung lại một chút xíu ha. Một là focus đúng không ạ? Một là một sự tập trung. Hai là khai thác hai điểm mạnh. Ba là khai thác, ba là ba kiểm soát, bao gồm thái độ, nỗ lực và hành động. Bốn là bộ tứ tư duy, lạc quan, bi quan, dễ dàng, khốn khó. Vậy thì năm ạ. Hải xin chia sẻ với mọi người năm cách để trở nên lạc quan hơn. Cách thứ nhất là bày tỏ lòng biết ơn. Tại vì kinh nghiệm mà từng trải của rất nhiều con người đều đã có thể khẳng định một điều là không ai có thể vừa bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành lại vừa căng thẳng hết. Không một ai, và kể cả mình luôn, vừa có thể bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành mà lại căng thẳng, mà lại nghĩ tới điều tiêu cực cả. Khi mình bày tỏ lòng biết ơn, nó luôn luôn là cái tầng năng lượng tích cực. Ở đây Hải xin cảm ơn cái quyển sách Power Force của anh Hòa đã tặng cho Hải vào dịp Tết vừa rồi. Trong đó thể hiện rất rõ cái thang bậc của vùng năng lượng tích cực mà được thể hiện khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Nó là cao ở đỉnh top. Vậy thì để duy trì nguồn năng lượng này, chúng ta hãy thực hành bày tỏ lòng biết ơn. Nó có thể là bất cứ điều gì. Nó có thể là chén cơm vợ mình nấu cho. Nó có thể là cái dĩa trái cây chị Hoa chị mới vừa sắc. Nó có thể là sự hiện diện của các anh chị trong buổi sáng hôm nay. Tất cả điều gì đều có thể thể hiện thành lòng biết ơn của mình. Thậm chí hơi thở, Hải đang được thở. Điều thứ hai, cái cách thứ hai đó là nhìn nhận thử thách như là một cái cơ hội phát triển bản thân. Như Hải nói rồi đó, tất cả đều do cái tư duy và cái khả năng đón nhận của mình thôi. Cái góc nhìn của bản thân mình thôi. Vậy thì khi chúng ta gặp thử thách và trở ngại
thì hãy nhìn nhận thử thách như là một cái cơ hội để phát triển bản thân. Khi chúng ta xác định điều đó rồi thì thử thách không còn là thử thách nữa mà nó trở thành cơ hội rồi. À, hồi nãy Hải rất là thích cái chữ trong nguy có cơ. Dạ, rất là thích, mọi người đầu giờ có nhắc tới chữ này. Rất tuyệt vời ạ. Khi chúng ta nhìn ra được cái chữ trong nguy có cơ là hiển nhiên chúng ta tập trung cho việc đi tìm cái cơ. Vậy thì đâu là cơ hội của mình trong sự dịch chuyển này? Và làm sao để chúng ta có thể dịch chuyển, xoay trục kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi hình thức, chuyển đổi cái khả năng thu nhập của mình ngắn hạn. Vậy thì khi chúng ta tập trung cho nó thì chúng ta sẽ tích cực hơn. Vậy thì khi để chúng ta lạc quan hơn thì chúng ta còn thêm một cách nữa. Đừng lắng nghe những suy nghĩ tiêu cực và những điều tiêu cực. Đừng lắng nghe. Chúng ta có thể đọc thông tin nhưng mà hãy sàng lọc đó. Hãy sàng lọc đó và đừng lắng nghe. Khi mà chúng ta lắng nghe đó là chúng ta đang tiếp xúc với virus, chúng ta đang tiếp xúc với điều tiêu cực. Vậy thì nó sẽ, chúng ta có cái năng lực miễn nhiễm hay không đó là còn do bản thân mình. Vậy tốt nhất thôi đừng cho nó giãn cách luôn đi. Vậy thì chúng ta hãy sẽ nói là cái câu này hãy sẽ thay đổi luôn, giãn cách điều tiêu cực. Rồi, cho nó ở nhà luôn, cho nó chỉ thị tới 19 luôn, đừng nói 16. Cách thứ tư để nuôi dưỡng sự lạc quan đó là nuôi dưỡng bản thân bằng những lời động viên tích cực. Nuôi dưỡng bản thân bằng những lời động viên tích cực. Đó là hiện nay chúng ta đang thụ hưởng, chúng ta đang thụ hưởng giá trị của những người trong môi trường xung quanh của mình đó. Và chúng ta ở chung với mọi người trong môi trường xung quanh của mình là chúng ta đang thụ hưởng được một cái giá trị của lời động viên tích cực. Hãy chia sẻ giá trị của sự tích cực và lời động viên, rồi mình bản thân mình phải động viên những người xung quanh mình. Thì khi đó mình sẽ tập dần cái thói quen động viên nhau. Thì khi đó mình sẽ được đón nhận lại những lời động viên tích cực. Và cái cách thứ năm là hãy lựa chọn một đức tin hay là một niềm tin là thay vì suốt ngày chúng ta ngồi sợ. Vậy thì chúng ta đi chọn một cái đức tin và một cái niềm tin nào đó mà chúng ta, một cái đấng mà chúng ta tin tưởng. Cái đấng đó có thể là tâm linh, đấng đó có thể là thần học, nhưng nó là cái niềm tin. Điều đó là cái niềm tin, cái đức tin của mình. Và người có đức tin thì không có bị tiêu cực. Tại vì khi chúng ta bi quan, chúng ta tiêu cực, chúng ta tìm thấy được một cái điều cứu rỗi ở tại cái đấng đó. Hãy xin nhắc lại có 5 cách để trở nên lạc quan hơn. Thứ nhất là hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình ra, và bày tỏ thì hãy bằng hành động hoặc là lời nói cụ thể. Thứ hai là nhìn nhận thử thách như là cái cơ hội phát triển bản thân. Cái thứ ba là đừng lắng nghe những điều tiêu cực. Cái thứ tư là nuôi dưỡng bản thân mình bằng những cái lời động viên tích cực. Và cái thứ năm là hãy lựa chọn một cái niềm tin, một cái đức tin thay vì nỗi sợ. Vậy thì bản thân mình đang mong muốn mình có sự lựa chọn tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có 6 cách để cải thiện bản thân. Có 6 cách để cải thiện bản thân. Hãy xin phép mọi người hãy viết ra một điều là làm sao để chúng ta có được cái sự cải thiện bản thân. Thì cái điều này hãy sẽ nói rất là chậm. Thứ nhất là khiêm tốn và cầu tiến. 6 cách để cải thiện bản thân để chúng ta đón nhận và mở rộng cái năng lực đón nhận của mình lên. Thì chúng ta thứ nhất là phải khiêm tốn và cầu tiến. Thứ hai là tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với bạn. Những điều quan trọng nhất đối với bạn trong ngày. Tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với bạn trong ngày. Trong ngày chúng ta sẽ có một cái checklist, những cái to do list, và chúng ta biết được là điều nào là điều quan trọng với mình. Thì trước mắt hãy lựa chọn những điều đó ra. Và đừng bao giờ quá nhiều điều. Hãy tập trung vào từ 3, tối đa là tới 3 điều thôi. Điều quan trọng nhất trong ngày phải làm, phải hoàn thành, và hãy hoàn thành nó trước tiên. Rồi, thứ ba là loại bỏ tác nhân gây sao lãng. Các anh chị có tác nhân gây sao lãng không ạ? Hãy giả sử như bản thân Hải cũng phải đang rèn luyện chuyện này. Hãy giả sử như Hải có một cái truyện mà Hải đang đọc online, và một cái truyện thuộc loại kiếm hiệp, tiên hiệp. Nhưng mà thỉnh thoảng cái mình chìm vô nó, cái mình quên giờ luôn. Mình mất cho nó 30 phút, thậm chí 1 tiếng đồng hồ cho cái câu chuyện đó. Mình tiếp tục mình đọc. Hoặc là một cái phim Hàn Quốc mà có cái anh gì hãy hạ cánh nơi tôi, rồi về lính của Hàn Quốc chẳng hạn. Quá đẹp trai, quá hot boy. Thế là chị Trâm chị chìm vô, chị ngắm mấy anh đó. Hoặc là Hậu Duệ Mặt Trời hả chị Hoa? Là chúng ta có một cái loại tác nhân nào đó gây sao lãng, mà chúng ta quá tập trung cho tác nhân gây sao lãng. Vậy thì chúng ta xác định tác nhân gây sao lãng ở trong ngày, chúng ta loại bỏ nó luôn, loại bỏ nó bằng một hành động dứt khoát, thì chúng ta sẽ bớt bớt cái thời gian bị phí đi.
Thứ tư là nhìn cuộc đời và người khác như những người thầy. Nhìn cuộc đời và những người khác như những người thầy để mình học hỏi mỗi ngày. Tại đâu đó luôn luôn sẽ có một điều gì đó để chúng tôi học. Để chúng ta học được cái điều gì đó. Hãy nhớ là có một lần hãy đi ra chợ và hãy thấy cái ông mà bán cái thau á. Bán thau, ông vỗ vậy nè. Rồi cái bắt đầu ông rau ông bán. Nhưng mà mình học được một cái ông này ông biết cách mà tạo cái hiệu ứng, tạo cái hiệu ứng để làm marketing hay quá. Tại vì mình đâu có nghĩ là ông sẽ có chiêu trò gì đâu. Và có thậm chí có người ông lật ngược cái thau là ông nhảy lên luôn, nhảy cả tưng cà tưng cà tưng trên cái thau đó. Nhưng mà hãy thấy sao tự nhiên hiệu quả quá, nhiều người dồn lại rồi bắt đầu người ta ai cũng thắc mắc hết, cái thau gì đó mà tốt dữ vậy, cái thau mỏng dánh à. Nhưng mà họ có kỹ thuật của họ, nhưng mà cái cách của họ ở đây là họ tạo được cái hiệu ứng rất là hay về chuyện sự tập trung, tập trung mọi người lại, thu hút mọi người, và tạo ra được cái hiệu ứng truyền thông. Vậy thì mình học được họ. Ông đó ông chỉ bán thau thôi. Còn Hải lại được học hành rất là bài bản về marketing. Nhưng mà mình vẫn học được họ một điều gì đó vậy. Vậy thì hãy tìm cái điều gì thú vị hay ho mỗi ngày để học. Điều thứ năm là giúp cho người xứng đáng được tốt đẹp hơn. Giúp cho người xứng đáng được tốt đẹp hơn. Hãy nói thật là bản thân Hải cũng là một người khó tính nha. Hải rất thân thiện, rất hòa nhã, rất thân ái. Nhưng mà bản thân mình sàng lọc cũng rất là khó tính. Chơi với ai cũng rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng vậy thì Hải sẽ giúp cho họ tốt đẹp hơn. Với điều kiện họ phải xứng đáng chứ còn không xứng đáng không chơi vậy thì chúng ta hãy tạo ra cho mình một cái môi trường thân thiện. Nhưng hãy là một môi trường đầy đủ sự yêu thương. Nhưng mà nó phải là với những con người xứng đáng. Chúng ta đừng tạo ra thêm cái vấn đề cho bản thân mình khi mà chúng ta chơi với quá nhiều người mà họ gọi là không xứng đáng. Cái đó rất quyết liệt, rất thoải mái đón nhận cái chuyện đó. Nó dừng ở một chừng mực nào đó với lại cái cá nhân đó thôi. Cái cách thứ sáu đó là sự quan tâm nhiều hơn. Sự quan tâm nhiều hơn. Hãy dành thêm thời gian, sức lực, đam mê cho công việc và cuộc sống. Vậy thì hãy xin liệt kê lại có 6 cách để cải thiện bản thân. Thứ nhất là khiêm tốn và cầu tiến. Thứ hai là tập trung vào những điều quan trọng nhất với mình trong ngày. Thứ ba là loại bỏ bớt tác nhân sao lãng. Thứ tư là nhìn cuộc đời như là những người thầy, học hỏi thêm nhiều điều mỗi ngày. Thứ năm là giúp người khác xứng đáng, giúp người khác xứng đáng và tốt đẹp hơn. Thứ sáu là quan tâm nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn, sức lực hơn cho đam mê và công việc và cuộc sống của mình mỗi ngày. Những điều mà mang lại cho mình giá trị tích cực. Vậy thì các anh chị đang trong cái giai đoạn nào của việc rèn luyện bản thân? Ai cũng đang đi rèn luyện bản thân. Mình gọi là hoàn thiện bản thân đúng không ạ? Mình gọi là ai cũng đang dần dần hoàn thiện bản thân. Chúng ta không phải là thánh sống. Và chúng ta cũng không phải là cái đấng nào đó toàn năng. Và chúng ta chỉ đang là những con người rất bình thường. Do đó chúng ta đang hằng ngày đi rèn luyện bản thân mình. Vậy thì các anh chị có bao giờ mà mình gọi là hay bị gọi là tự vấn lương tâm không ạ? Tự vấn bản thân mình không ạ? Hay tự hỏi bản thân mình tại sao mình lại chọn cái quyết định đó? Thí dụ anh Thảo Phạm mà ảnh lựa chọn, ảnh vừa ra biển mà ảnh vừa đội nón rồi vừa bịt một mắt như vậy. Đó là cái chuyện mà mình lựa chọn. Vậy thì có ai bao giờ có thể người nào mà tự hỏi bản thân mình tại sao tự nhiên lúc đó tôi chọn cái quyết định đó vậy trời? Có không ạ? Chị Hoa có bao giờ mà tự nghĩ ủa tại sao lúc đó mình lại quyết định mình đổi việc vậy ta? Tại sao lúc đó mình mở cái này ra mình kinh doanh mà tại sao bây giờ mình đầu tư mà như vậy? Tại sao mình quyết định này? Đúng không? Vậy thì mình phải hiểu được là con người bản thân bên trong của mình. Và con người bản thân bên trong của mình, cái insight, cái bên trong đó, nó sẽ là chỉ bước bóc tách ra khi chúng ta có đủ trải nghiệm mà thôi. Hãy rất thích hình ảnh mà họ mô tả về cái việc mà bóc hành đúng không ạ? Cái tim của cái củ hành nó sẽ nằm ở bên trong và mỗi lần chúng ta bóc đi một cái lớp vỏ, bóc đi một cái lớp vỏ, bóc đi một cái lớp vỏ thì chúng ta mới thấy được cái tâm hành ở bên trong. Nhưng mà cái trái tim đó khi bóc á, nhiều khi phải chảy nước mắt luôn á. Chị Hoa hay nấu ăn, chị Trâm nấu ăn, chị Thơm nấu ăn, lột hành có bị chảy nước mắt không ạ? Lột hành nhiều khi chảy nước mắt. Nhiều khi chúng ta bóc hành xong chúng ta chảy nước mắt, chúng ta bóc chúng ta cũng bị chảy nước mắt luôn. Vậy thì hãy sáng hôm nay có duyên hãy gửi đến cho mọi người 7 câu hỏi
Chúng ta làm những người code tự thân, có nghĩa là chúng ta sẽ tự code bản thân mình bằng 7 câu hỏi. Và riêng 7 câu hỏi này thì hãy xin phép mọi người là mọi người hãy đánh nó lại, ghi chép nó ra. Tại vì khi mọi người typing nó, đánh nó, ghi chép nó ra, mọi người sẽ nhớ ngay lập tức luôn. Và 7 câu hỏi tự vấn này có nghĩa là để tự hỏi lương tâm mình, để tự hỏi bên trong mình, để tự hỏi con người thật của có một mình biết á, là con người mà người ta nhìn thấy không được, có một mình nhìn thấy thôi, thì để giúp cho chúng ta tự nhìn lại, không có bị cái nỗi sợ thất bại, không có bị cái rào cản của nghịch cảnh, thì chúng ta có dùng 7 câu hỏi này. Nhà 7 câu hỏi này sẽ bắt đầu như sau. Thứ nhất là một cái big why. Nhà Hải rất là thích cái kỹ thuật big why của anh Diệp Khanh, nên hãy hãy học điều này từ anh Diệp Khanh. Big why là một cái câu hỏi why, câu hỏi tại sao lớn. Vậy thì Hải sẽ hỏi như vậy ạ. Khi mà Hải thất bại một điều gì đó trong ngày, hay thất bại một điều gì đó trong một cái kế hoạch, thậm chí thất bại trong một cái lộ trình dài 10 năm, 20 năm. Thì khi thất bại thì hãy xin xác nhận lại một điều đặc biệt như vậy: thất bại không phải là điều quan trọng. Thất bại không phải là điều quan trọng. Vậy thì cái câu hỏi đơn giản như vậy là tại sao thất bại? Câu hỏi có 4 chữ thôi. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1, khi mình thất bại hãy hỏi tại sao thất bại. Câu hỏi 4 chữ thôi à, tại sao thất bại? Thất bại không phải là điều quan trọng, tại sao thất bại mới là điều quan trọng. Người ta nói là không ai tắm trên cùng một dòng sông. Cuộc đời con người không ai tắm trên cùng một dòng sông, tại vì thế giới có sự dịch chuyển. Vậy thì cùng một dòng sông đó chúng ta xuống tắm ở một thời điểm thôi, còn qua thời điểm khác nó là một cái con sông nào đó khác về mặt ý nghĩa tâm linh. Nhưng mà có nhiều người đó, hay lắm, thất bại một chỗ thôi mà thất bại ba bốn lần luôn. Bản thân Hải cũng bị, là nhiều khi anh Hòa anh cười cười vậy thôi chứ ảnh cũng bị thất bại một chỗ mà ba bốn lần đó, đúng không ạ? Tại vì chúng ta không tìm ra được cái câu trả lời là tại sao thất bại. Nếu chúng ta tự tìm ra được câu trả lời tại sao thất bại thì chúng ta không dẫm chân lên đó. Câu hỏi này sẽ giúp làm rõ ràng cái bài học học được. Chúng ta thất bại để học bài, chúng ta bỏ tiền ra, bỏ xương ra, bỏ máu ra, bỏ nước mắt ra để chúng ta học được những bài học của sự thất bại. Chúng ta học được nó thì chúng ta không dẫm lên nó nữa. Vậy thì chúng ta hãy làm rõ ràng nó, càng rõ ràng thì chúng ta càng né được nó. Khi có được điều đó thì cái sự mất trước đó nó sẽ nhanh chóng bị xoa dịu liền. Vậy thì chúng ta sẽ tích cực liền. Cái nỗi đau của việc thất bại, cái nỗi đau của rơi vào nghịch cảnh, nó sẽ được xoa dịu khi chúng ta tìm ra được cái bài học nhỏ bé. Thậm chí nó có chút xíu thôi nhưng mà phải trả một số tiền lớn. Nhưng mà khi chúng ta phải trả giá càng nhiều thì cái bài học nó càng đáng. Vậy thì khi chúng ta nhận được nó rồi, nhận ra được cái bài học của sự thất bại rồi, là chúng ta nhận được rồi. Vậy thì cần gì phải buồn nữa, tại vì chúng ta đã nhận được rồi, có được bài học rõ ràng rồi, rất mọi sự rõ ràng rồi, thì cái cảm giác của sự thất bại không còn, cái cảm giác của sự rụt rè không còn, cái cảm giác của nỗi sợ hãi không còn. Vậy thì câu hỏi thứ nhất là tại sao thất bại. Câu hỏi thứ hai, hãy xin gửi với mọi người là một cái câu hỏi tự tạo động lực. Tại chúng ta tìm ra được nguyên nhân của thất bại, chúng ta có được cái bài học rồi, thì chúng ta tìm tới được một cái làm thế nào để chúng ta có động lực đây. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi lại câu hỏi của bản thân mình, hỏi lại cái người, cái bản ngã của mình là tại sao mình lại muốn cái điều đó, mình hành động đó để mình muốn đạt được một điều nào đó. Vậy thì ở thời điểm đó tại sao mình lại muốn cái đó? Cái sự kỳ vọng của mình cũng phải có nguyên nhân. Còn nếu như mình soi ra mình thấy là cái điều mình muốn đó, nó bây giờ mình không thích nữa, thì mình khi mình không tham nữa, khi mình không muốn nữa, thì tự nhiên nó nhẹ nhàng đi. Còn nếu như cái điều mình muốn nó đủ lớn, vậy thì chúng ta tái hành động, chúng ta lại tiếp tục lập kế hoạch, chúng ta lại ứng dụng những bài học mới, chúng ta lại có thái độ mới, thì chúng ta sẽ không bị vướng mắc được. Và câu hỏi thứ ba là một cái câu hỏi gắn kết. Gắn kết và đi tìm kiếm vay mượn cái năng lượng tích cực. Vậy cái câu hỏi này không phải là câu hỏi why nữa, mà nó chuyển qua là một câu hỏi who hay whom, là ai. Vậy thì cái câu hỏi này sẽ là ai sẽ giúp mình vượt qua cái rào cản hiện nay. Câu hỏi thứ nhất là tại sao thất bại, câu hỏi thứ hai là tại sao mình muốn điều đó. Vậy thì câu hỏi thứ ba sẽ là ai sẽ giúp mình vượt qua rào cản hiện nay. Hãy giả sử như khi Hải bị một cái rào cản nào đó về bên trong,
Hải không tìm ra được sự rõ ràng cho lời đáp. À, thì hãy 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 gọi tới anh Khanh, hãy nhờ anh code cho em một tiếng đồng hồ, coi coi em đang có cái vấn đề như vậy nè, anh code cho em thì em sẽ tìm ra được cái giải pháp không, hay em soi chiếu lại cái giải pháp em chọn nó có phù hợp không, nó có rõ ràng chưa. Hãy hãy dùng nè, tại vì hãy có một người anh Diệp Khanh, anh là code mà mình xài miễn phí 2 triệu đồng một tiếng đồng hồ, mình được xài miễn phí thì mình xài. À, câu hỏi đó là câu hỏi thứ ba. Đây là được cái mệnh, được hãy đặt vô cái nhóm câu hỏi là tạo cái sự gắn kết và vay mượn năng lượng tích cực. Ai có nghĩa là con người, chúng khi chúng ta giao tiếp là tự nhiên cái năng lượng tích cực nó ùa về thôi. Và đặc biệt đừng đi gọi cho những người mà họ quá than vãn, và lúc đó chúng ta không đừng đừng cầu cạnh và đừng tìm kiếm những người mà quá tiêu cực. Ngày chúng ta đi tìm những người năng lượng và những người tích cực đó mà hỏi. Nè, hãy giả sử như nếu như mà Hải mà muốn có sức khỏe mạnh hơn hoặc là mở rộng mối quan hệ giao tiếp, hãy gọi ngay cho chị Lê Len. Đối với Hải, chị Lê Len là coi như 6 năm biết chị rồi, chị luôn luôn là một cái kho năng lượng đối với Hải. Và lần nào cũng vậy, Hải còn có một cái biệt danh cho chị Lê Len, đó là Quái Kiệt Lê Len. Nhà mọi người bữa nay hãy tiết lộ cho mọi người thêm một cái biệt danh của chị Lê Len mà tôi hãy gọi 6 năm rồi. Hãy gọi chị Lê Len là Quái Kiệt Lê Len. Chị Lê Len cái gì cũng biết, đóng kịch cũng biết, ca hát, đàn, nhảy múa, khiêu vũ, trồng trọt, cái gì cũng biết, nên ta hãy gọi là Quái Kiệt. Nhà phải chơi thân với chị là tự nhiên biết hết. Rồi, cái câu chuyện này Hải xin kể cho mọi người một cái giấc mơ. Hải cũng giống như cái cô Hằng gì đó, cô gì của Bình Dương đó, cũng thỉnh thoảng cũng mơ. Thì Hải có một cái giấc mơ là tự nhiên trong giấc mơ của Hải xuất hiện ra hai con sói. Cắn nhau ghê lắm. Hai con sói này nó cắn nhau, và một con màu trắng, một con màu đen, hai con cắn nhau. Thì Hải mới đi hỏi, thường thường mình thấy mơ thì mình đi xin hỏi để biết đâu được có số sao. Tuy hiện nay là không có vấn đề được, nhưng mà cứ hỏi đi. Thì Hải hỏi một người thì người đó nói là con sói đen thì con thấy làm sao. Thì Hải nói là nó giống y như là những điều hắc ám vậy đó, những điều tồi tệ vậy đó. Rồi ảnh hỏi là con sói trắng thì em thấy làm sao. Thì Hải nói là con sói trắng nó như những điều tốt lành, những điều an lạc của em vậy đó. Nhưng mà hai con này cắn nhau, giằng xé nhau ghê gớm lắm. Rồi ảnh hỏi là vậy em muốn con nào thắng. Cái mình mới nói là dạ vậy thì em bình thường thôi, em muốn cái con mà nó thiện nó thắng, nó đại diện cho cái thiện nó thắng, cái sự an lạc nó thắng, cái sự trong trẻo nó thắng. Anh kêu vậy mày có cho nó ăn không? Ok, mình muốn con nào thắng thì mình cho con đó ăn thôi, đúng không ạ? Nếu như con sói đen mà nó khỏe hơn sói trắng thì sói đen thắng, con sói trắng mà nó ăn nhiều hơn, nó khỏe hơn sói đen thì sói trắng thắng. Vậy thì mình muốn cái điều nào nó chiếm nhiều hơn trong tâm cảm của mình, trong bản ngã của mình, là trong con người bên trong của mình, thì mình cho con đó nó ăn nhiều hơn. Vậy thì chúng ta cho nó ăn điều tích cực hay ăn điều tiêu cực đây? Và cái điều đó là điều mà chúng ta tiếp xúc với người khác. Nếu như suốt ngày chúng ta đi tiếp xúc với những người tiêu cực thì cuối cùng chúng ta đi đang nuôi con sói đen trong người mình. Vậy thì hãy đi kiếm những người tích cực mà chơi, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng được con sói trắng trong người mình, nó lớn lên thì nó sẽ cắn và chiến thắng được con sói đen kia. Đừng có báo với lại chị kia nha, chị kia chỉ nghe được Hải nhắc tới tên của chị rồi chị kiện Hải chết. Câu hỏi số 4 mà Hải muốn cho mọi người tự vấn và đặt cho bản thân mình là điều gì mình đã làm tốt. Câu hỏi số 4 xin mọi người cùng viết lại giúp giùm Hải là câu hỏi này à. Điều gì mình đã làm tốt? Điều này bình thường lắm, tại vì điều tích cực sẽ lan tỏa và được sinh ra ngay lập tức khi chúng ta nhìn lại được năng lực của bản thân. Như hồi nãy Hải nói có hai thứ chúng ta khai thác là tiềm năng và điểm mạnh. Vậy thì chính cái câu hỏi tự vấn này sẽ giúp cho chúng ta xác định rõ ràng đâu là tiềm năng, đâu là điểm mạnh của bản thân mình. Đừng bao giờ hỏi điều gì mình làm không tốt. Hãy tập trung vào điểm mạnh. Và chúng ta đang là những nhà lãnh đạo, và bản thân những nhà lãnh đạo là phong cách của chúng ta là tập trung vào khai thác điểm mạnh. Vậy thì cái câu hỏi điều gì mình đã làm tốt sẽ giúp cho mình tập trung vào điểm mạnh và khai thác được tiềm năng. Vậy thì câu hỏi số 5 đó dính với câu hỏi số 4 này luôn. Điều gì cần cải thiện? Điều gì mình làm tốt rồi thì mình chuyển qua điều gì mình cải thiện. Và điều này Hải ứng dụng rất là tuyệt vời với đội ngũ của Hải. Hải ứng dụng cực kỳ tuyệt vời với đội ngũ của Hải là lúc nào Hải cũng sẽ hỏi câu là ok, vậy thì điều gì chúng ta đã làm tốt nhất trong sự kiện này? Và điều gì chúng ta sẽ cải thiện trong tương lai?
trong sự kiện tiếp theo. Và điều này luôn luôn mang lại rất là nhiều giá trị tích cực cho không những một mình mà cho nguyên cái đội nhóm của mình. Tại vì nếu như mình hỏi điều gì mình làm không tốt vậy, trời ơi, phân tích ra có mấy điều nhỏ xíu 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 à, nhỏ bằng hột mè luôn á, mà cứ bị tập trung vô nói không à. Mà nguyên một cái sự kiện vậy đó, mời hàng trăm khách, thậm chí 6-70 khách, chốt được một đống hợp đồng, không tập trung, mà chỉ tập trung phân tích ra cái micro nó bị cái này, cái phông chữ nó dày, cái màu nền nó dày, trời ơi không à. Vậy thì chúng ta tập trung cho điều tích cực. Vậy thì chúng ta hãy hỏi là điều gì mình cần cải thiện. Một câu hỏi tư vấn tiếp theo, câu hỏi số 6. Khi nào mình bắt đầu một cuộc chơi mới? Hãy dùng từ rất nhẹ nhàng ha, không phải là một cái kế hoạch, không phải là một cái dự án, không phải là một cái điều gì đó mà nó hoành tráng, mà chúng ta sẽ là một cái cuộc chơi mới. Khi nào mình bắt đầu một cuộc chơi mới? Khi nào mình trả lời được câu hỏi này, tự nhiên mình thấy nó an tâm không? Khi nào mình trả lời cái câu hỏi là khi nào mà mình có một cái thời gian cụ thể rồi, cái câu hỏi này mà có lời đáp, thì lúc đó tất cả những thất bại trước đó được đóng lại, nó được đóng gói trong một cái khuôn khổ nào đó ở một cái tầng ký ức rồi. Tại vì chúng ta đã bắt đầu tập trung cho một cái cuộc chơi mới rồi, chúng ta quên ngay lập tức luôn cái ông nội thất bại mà đấy, chúng ta nhét ổng vô cái khung mà cái giãn cách chung với lại cái chị Covid luôn. Ông thất bại sẽ ở chung với chị Covid một bên, chúng ta không cần phải lo lắng tới nó nữa. Vậy thì khi mà chúng ta muốn có một sự bắt đầu mới, hãy là tự tuyên ngôn bản thân mình bằng cách trả lời câu hỏi là khi nào mình bắt đầu một cuộc chơi mới, và hãy thoải mái đón nhận và xem nó là một cuộc chơi mới, một cuộc dạo chơi, một cái trò chơi mà chúng ta sẽ làm trong cuộc đời này. Và câu hỏi thứ 7, câu hỏi này sẽ giúp cho mọi người, đảm bảo luôn, giúp cho mọi người vượt qua hết tất cả mọi sự rào cản, mọi sự nghịch cảnh và mọi cái thất bại, và ngay lập tức tích cực liền luôn. Câu hỏi này rất là đặc biệt. Khi thành công thì sao? Khi thành công thì sao? Vậy thì khi thành công mình sẽ chia sẻ điều này với ai? Khi thành công mình sẽ như thế nào? Người ta sẽ vinh danh mình như thế nào? Khi thành công thì người ta sẽ nói cái gì về mình? Khi thành công thì mình sẽ giàu có ra sao? Khi thành công thì mình nổi tiếng thế nào? Cái câu hỏi này tùy vào mỗi người sẽ có cái lời giải đáp khác nhau, chắc chắn không bao giờ giống nhau. Và câu hỏi chỉ đơn giản là ủa vậy thì mình làm cái điều này là mình bị thất bại rồi, nhưng mà nếu như nó thành công thì sao? Hãy tập trung cho cái điều tích cực. Và đây là điều tích cực thật, chứ không phải là tích cực theo kiểu mà lạc quan mù quáng. Khi thành công thì sao? Thường thường với những người phụ nữ mà yêu gia đình, rồi chăm sóc con cái, yêu thương chồng như chị Hoa, thì chị sẽ nghĩ ngay đến gia đình của mình. Khi thành công thì gia đình tôi như thế nào? Thường thường thôi nha chị Hoa. Nhiều khi chị lại nghĩ theo chiều hướng là khi thành công tôi sẽ mua 8 cái hecta đất ở Lâm Đồng để tôi tàu trồng hồ điệp, thì cái đó khác. Số 8. Nãy giờ chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi, mọi người theo kịp hết không ạ? Nếu như mà kịp thì xin mọi người vui lòng đánh chữ kịp hay là ok lên trên group chat để Hải dám đảm bảo và an tâm là mọi người hoàn toàn đón nhận được hết tất cả thông tin mà Hải và mọi người cùng chia sẻ. Rồi, điều thứ 8. Hải xin được phép hỏi chị 200 ạ. Chị 200 xin vui lòng mở mic, là chị 200 còn đây không ạ? Xin mời chị Hoa. Chị Hoa mở mic 8 với em một chút xíu. Xin chào. Chị Hoa có hay bị người nào đó nói xấu là bà Tám không chị? Bị hoài à, nên là chị quen rồi. Bị hoài à, hả vậy? Vậy thì Tám có nghĩa là thường thường chúng ta sẽ dùng để khái niệm hóa một cái loại người nào đó mà họ thích Tám, thích giao tiếp, thích trao đổi, thích thích nói chuyện, đúng không chị? Đúng rồi, và mình thấy được cái khả năng tám của mình nó phát huy khi mình gặp được diễn giả ngày hôm nay là bạn Hải. Phát huy nhiều hơn trước. Phát huy nhiều hơn trước hả chị? Rồi, em xin chia sẻ với chị một cái câu hay lắm. Khả năng tám trong người ai cũng có. Ghê chưa? Dạ, em xin mời anh Hồ Đình Thái Hòa. Xin mời anh mở mic và tám với em một chút xíu.
Yeah, xin cảm ơn. Anh là một người tương đối ít nói, nhưng mà thường thường anh dẫn 8 đúng không anh? Yes. Dạ, 8 là một khả năng 8 ai cũng có, dù cá tính nào đi nữa thì cuối cùng rồi 8 là một điều ai cũng có. Vậy thì số Được. 8 này đúng là chữ 8 luôn ạ. Mấy À, hôm là nay chữ là đặc 8 này biệt hãy. là mấy hôm nay là đặc biệt là 8 từ 7:30 sáng cho tới khoảng 11 12 giờ đêm. Tuyệt Ví vời dụ ạ. tối hôm có là đến 12 giờ đêm luôn. Dạ. Dạ quá tuyệt vời luôn ạ. À, vậy thì cái điều này rõ ràng luôn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nghịch cảnh nào để vượt qua nó đơn giản 8. Nhà nhớ luôn cái này luôn ạ, 8. Nhưng mà 8 hãy sẽ phân tích bằng 4 nhân 2. Dạ 8 có phải bằng 4 nhân 2 không ạ? Yes, đúng Dạ rồi. 8 bằng 4 nhân 2. Dạ. Vậy thì số 4 của Hải sẽ tượng trưng cho đúng 4 chữ: giao tiếp tích cực. Dạ, xin mọi người đánh lên khung chat giúp giùm Hải 4 chữ giao tiếp tích cực và nhân 2 ạ. À. Giao tiếp tích cực nhân 2. Có nghĩa là chúng ta sẽ giao tiếp tích cực đến từ hai chiều hướng. Thường thường chúng ta giao tiếp và chúng ta tám chuyện phải có cái người, Hải không tới nỗi mà ở được giãn cách xong Hải nói chuyện với cây cỏ đâu, hay là thỉnh thoảng nghe chó trả lời. Hải sẽ tám với lại một người nào đó bằng một cái phương tiện công cụ điện thoại nè, Zoom nè, Zalo nè, hoặc là bằng một cái phương tiện nào khác, nhà với con mình, với mẹ mình, với vợ mình chẳng hạn. À, nhưng mà Hải sẽ không bao giờ nói chuyện với cây cỏ. Okay. Và tám và giao tiếp tích cực được với cây cỏ. Vậy thì Hải sẽ tiếp tục chia sẻ. 8 là bằng với lại giao tiếp tích cực nhân 2. Vậy thì giao tiếp tích cực nó sẽ như thế nào ạ? À? Như thế nào tạm gọi là giao tiếp tích cực? Dạ, giao tiếp tích cực thì chúng ta sẽ ấn định nó có 5 cái gạch đầu dòng để biểu hiện của một sự giao tiếp tích cực. À, thứ nhất, khen công khai, khen phải công khai, chê phải khẽ khàng. Nó 8 chữ ạ. À. Hãy hãy quý hãy Hãy, hãy viết cái này ra, đó là 8 chữ luôn đó. À, nên mọi người có thể viết lại nha. Cái điều này là khi Hải soạn cái này ra, Hải rất là cảm thấy, Hải rất là thú vị. À, khi mà Hải truyền đạt cái này, đó rất là công thức hóa. Khen phải công khai, chê phải khẽ khàng. À, chê khẽ khàng nó khác với lại chê một mình nha. À, khẽ khàng về mặt tâm thái. À, chúng ta không làm lớn chuyện cái điều mình chê. À, có thể nó chê trước đám đông, chứ không phải là chê, không phải là chê có một một đâu. Hải đối với Hải thì không phải là cái chuyện chê một một nó sẽ hiệu quả đâu. Chúng ta có thể chê trước đám đông, nhưng mà cái cách thức chúng ta chê đó, là cách thức chúng ta góp ý đó, làm sao để cho người đó đón nhận thì phải khẽ khàng, phải nhẹ nhàng, phải chê nhưng mà không chê. À, vậy thì chúng ta sẽ có cái kỹ năng đó nữa. À, khen nó có tới 4 cấp độ khen. Vậy thì chê nó cũng có 4 cấp độ chà đạp khác nhau á. Vậy thì khen phải công khai, chê phải khẽ khàng là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai rất là đặc biệt: khích lệ động viên mọi người xung quanh. Khích lệ động viên mọi người xung quanh. Dạ. Tại vì khi chúng ta khích lệ và động viên mọi người xung quanh thì ai sẽ là người thụ hưởng ngoài ngoài họ? Là mình. Khi mình khích lệ động viên mọi người xung quanh thì mình sẽ là người thụ hưởng trong tương lai. Tại vì họ được đón nhận cái thói quen khích lệ và động viên nhau. Và mình ở một cái hoàn cảnh nào đó mình rất cần được khích lệ và động viên thì họ lại là người tiếp lửa cho mình. Họ là người là truyền lửa và tạo cảm hứng cho rồi. Cái điều thứ ba là cười nhiều hơn, cười nhiều hơn. Và 5 chữ ở phía sau là vui vẻ dễ gì giấu giếm. À, vui dễ gì giấu giếm, vui dễ gì giấu giếm. À, cái này là cũng là một cái hot trend đúng không ạ? Niềm vui thì hãy lan tỏa nó đi, đừng có phải giấu. Cười nhiều hơn, thoải mái đi. Dạ. Không cần giấu giếm cái niềm vui của mình. À, điều thứ tư là không phàn nàn. Không phàn nàn. Anh Hòa anh đang xây cái làng nhân hội à, nên thành ra hãy tặng anh Hòa 5 chữ luôn. Ai phàn nàn cho ra khỏi làng. Dạ, không phàn nàn, phàn nàn ra khỏi làng. À, không phàn nàn ra khỏi làng. Tại vì cái chúng ta mà phàn nàn anh Hòa anh không có cho vô cái làng nhân hội để nuôi chó.
Rồi, cái điều tuyệt vời cuối cùng đó là 8 chữ cởi mở trước phê bình, chê, góp ý. Chúng ta cởi mở, chúng ta đón nhận trước cái sự phê bình, lời chê, lời góp ý của người khác. Tất nhiên khi họ chê, họ góp ý, họ phê bình, chúng ta đón nhận nó một cách cởi mở, một cách thoải mái. Chúng ta không bị một cái rào cản và sự đối kháng nào cả. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái vấn đề họ đang chê, họ đang phê bình, họ đang góp ý ở trong cái bối cảnh của bản thân mình. Tại sao chúng ta có quyết định đó? Nên thành ra điều góp ý của họ có thể không đúng, nhưng chúng ta hoàn toàn đón nhận chứ chúng ta không đối đầu. Đúng không ạ? Tại vì họ không bao giờ là mình. Cái người góp ý cho mình họ không phải mình. Họ không hiểu mình. Tại sao mình cũng có những điều mình không tâm sự với họ, mình không chia sẻ với họ. Mà họ cũng không biết cái kỹ năng của mình có. Nhà xin mời em Phương. Anh đọc lại em 8 chữ nha, anh ghi không kịp mới 3 chữ. Cởi mở trước phê bình, chê góp ý. Cởi mở trước phê bình, chê góp ý. Rồi, cái này nó hơi nhiều, hãy xin được phép copy qua luôn nha. Rồi, chúng ta qua số 8 rồi đó ạ. Vậy thì chúng ta tới 9 nè. Đây là một cái game nhỏ rất là đơn giản. Hãy sẽ chọn cho mọi người là một cái khung ngưỡng, đó là từ số 9 cho tới số 99. À, tại sao họ hãy chọn từ số 9 cho tới 99, đó là thiết kế của chương trình. Mọi người có thể hãy sẽ chọn ra 3 người thôi. Xin cho hãy bất kỳ số nào mà mọi người thích từ khung số 9 cho tới số 99. Đây là một cái game rất là vui. Từ khung số 9 cho tới 99. Mọi người chọn số nào cũng được. Cảm ơn em Vương chọn con số 88. Chị Từ Ngọc Hoa chọn con số 77, 81, 68. Dạ. Nhiều quá. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ha. Ở trên tay Hải có một cái quyển sách. Một cái quyển sách và nó là chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay luôn. Đó là Stay Positive. Giữ tích cực. Ở trong tích cực và sống tích cực đời hết bực. Đây là một cái quyển sách bestseller của Wall Street. Bestseller đã được dịch Việt ngữ. Và trong này nó có những điều, những cái câu chia sẻ cực kỳ tích cực, và nó được tới gần 200, gần 300 trang. Gần 300 trang thì nó được khuyến cáo là mỗi ngày chúng ta hãy dở ra và chúng ta đọc một trang, rồi hoặc là chia sẻ với người khác một trang, giống như hãy chia sẻ với mọi người ngày hôm nay vậy đó. Ủa mạng anh Hải đứng hả anh chị, hay là do bên em đứng? Đúng rồi, mạng anh Hải đang yếu. Rồi. Anh Hải yếu rồi. Chụp lại khoảnh khắc này gửi riêng cho anh nè. Cơ hội dìm hàng dễ gì bỏ qua. Cái tội quảng cáo sắp là nó vậy đó. Gửi riêng cho anh Hải. Nhớ nha anh Hòa, quảng cáo sắp là nó hay bị rớt mạng lắm. Cái này đang có tới à? Đang định mượn sách của chúng ta tích cực cho đời hết bực, nhưng mà chắc chắn một điều, khi mà chúng ta tích cực cho đời hết bực thì có thằng hàng xóm nó đang rất là bực. Thì cái chuyện hôm nay thì rất là cảm ơn Quỳnh Hải là đã cung cấp chúng ta kỹ năng để làm sao trong cuộc sống, đặc biệt trong những cái giai đoạn khủng hoảng như cái giai đoạn hiện nay, thì chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật, cũng như là có những cái cộng đồng, hoặc là có những cái tri thức làm sao để cho cái tâm của chúng ta nó an. Và khi có tâm chúng ta an thì cái thân chúng ta khi đó nó mới dễ dàng tiếp nhận được những cái hormone, hoặc là những cái niềm tin để cho chúng ta có những cái hành động tốt. Đặc biệt giống như trong cái thời gian vừa qua, thì giống như mọi người nhìn trước mặt màn hình của chúng ta, tôi đang thấy là Từ Ngọc Khoa rất là vui. Sau lưng Từ Ngọc Khoa đó là một cái dàn lá, thì lá
Hoa có thể chia sẻ cái cảm xúc của Hoa trong cái buổi sáng ngày hôm nay nó như thế nào? Okay. À, thật sự là em cảm thấy nó rất là vui. Cái buổi trò chuyện hôm nay rất là hào hứng, rất thuyết phục, rất thu hút luôn. Và em buộc phải chụp quay và gửi lên group của mấy anh em mình, là thật sự là cái tiềm năng, cái tiềm lực của bạn này còn vô hạn quá. Em vô giúp rồi đó chị, em vô giúp lại nhạy 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 mặt chị ơi. Ha, chủ đề thì lại là mình không phải bàn là cái cách truyền tải của Hải nó rất là lôi cuốn, là em cảm thấy rất là hay ạ. Rất là nhiều. Và tiếp tục là xin mời diễn giả hôm nay là chia sẻ tiếp sau khi màn đó là đã vào lại. Dạ. À, để bù thời gian thì Hải xin chụp một số trang Hải gửi lên theo khung chat và gửi cho từng người theo khung chat nha, để xem như là Hải quảng cáo sách đi ạ. À, xem như Hải quảng cáo sách đi, tại vì quyển này thì Hải bỏ tiền ra Hải mua, nhưng mà kệ, coi như mình đón nhận tri thức mà. À, Hải sẽ lấy lại cái thông tin mọi người đã chọn cái trang của mình và gửi tặng mọi người, xem như coi như mọi người đó là cái niềm vui mọi người được đón nhận trong ngày hôm nay nha. Hải sẽ gửi cho từng người một ạ. À, bây giờ Hải tiếp tục với lại cái phần của mình để bù lại cái thời gian bị ao mạng. À, thì hồi nãy giờ Hải đã chia sẻ được từ số 1 cho tới số 9 rồi. Hải đã chia sẻ được từ số 1 cho tới số 9 rồi. Xin mọi người thử nha, thử thôi. Viết lại giúp giùm Hải từ số 1 tới số 9 được không? Thử thôi ạ, viết được số nào viết. Thí dụ như Hải sẽ nhớ là focus là số 1 nè, 1 là tập trung ạ. À, 1 tập trung, dạ. Một tập trung, hai khai thác, ba kiểm soát, bộ tứ tư duy, năm cách để trở nên lạc quan hơn, sáu cách để cải thiện bản thân, bảy câu hỏi tự vấn, tám là giao tiếp tích cực nhân hai, chín là đón nhận bằng cái game chính của Hải ha. Chính ở đây có nghĩa là mọi người hãy tìm kiếm những điều tích cực trong ngày bằng những cái việc học hỏi thông qua việc là chúng ta lựa chọn. Chính là cái game ạ. Dạ rồi, vậy thì mọi người thấy mình trong thang điểm số sang thang bảng tự nhiên chúng ta bị thiếu con số mấy ạ? Chúng ta bị thiếu một con số. Chúng ta bị thiếu số 0 ạ. Dạ 8 có nghĩa là 8 chuyện đó chị, 8 là bằng tư duy tích cực, 8 là giao tiếp tích cực nhân 2 đó chị Tơ. Chúng ta bị thiếu con số 0. Chúng ta bị thiếu con số 0 để cho cái dãy số tự nhiên của chúng ta hoàn hảo hết. Thì chúng ta sẽ nhớ giúp giùm Hải nhầy, 0 thì chỉ cần đơn giản thôi, không cần tiêu cực. Không cần tiêu cực. Và số 0 của chúng ta và chữ 0 của chúng ta có nghĩa là không cần tiêu cực. Tại sao ạ? Tại vì như là mình nói đầu giờ rồi đó, đầu giờ mình đã cam kết với nhau rồi. Không cần tiêu cực, tại vì tiêu cực nó giống như con virus vậy đó. Thay vì chúng ta chọn điều tích cực, đó là vitamin C, đó là vaccine, đó là sức đề kháng, thì chúng ta không cần chọn virus, chúng ta không cần chọn điều tiêu cực, bỏ nó qua một bên để chúng ta không bị tiêm nhiễm bất cứ một chút xíu nào. Và việc chúng ta tách nó qua một bên như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta thực hành chính điều còn lại. Còn nếu như chúng ta cứ suốt ngày bám lấy lại lời than phiền, bám lấy lại cái suy nghĩ tiêu cực, thì chúng ta không bao giờ thực hành được chính điều còn lại cả. Sống tích cực thì đời hết bực, không cần bực tại vì chúng ta đang tích cực, đúng không ạ? Sống tích cực thì đời hết bực. Vậy thì đơn giản thôi, enjoy với cuộc sống của mình, thoải mái với cuộc sống của mình, và năng lực đón nhận của chúng ta tốt chừng nào thì khả năng và năng lực giao tiếp và năng lực tư duy của chúng ta tốt chừng đó. Năng lực chỉ cần chúng ta đào sâu khai phá nó là vô hạn. Thế mạnh của chúng ta là gì và năng lực tiềm năng của chúng ta là gì, vậy chúng ta chỉ cần đào sâu khai phá, và để đào sâu khai phá đó chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy dựa trên bộ tứ tư duy thôi. Hãy tư duy tích cực, tư duy lạc quan và kỳ vọng cái điều dễ dàng, chứ đừng có đi đón nhận cái điều khó khăn để rào cản làm chi cả. Ghê, mọi người đã có một buổi sáng đầy enjoy với Hải rồi đó. Hải cũng có một buổi sáng đầy enjoy với mọi người. Tối hôm qua thì Hải chuẩn bị không gian cà phê này và một số quyển sách Hải đọc lại để cùng chia sẻ với mọi người.
À, có thêm 3 quyển sách nữa, hãy xin chia sẻ với mọi người để rất là thú vị cho doanh nhân mùa dịch. À, quyển thứ nhất là quyển Thiền trong quản trị kinh doanh. À, đặc biệt không ạ? Thường thường quản trị kinh doanh thì không có ông nào ngồi thiền hết á. Nhưng mà cái quyển này rất là hay, hãy đọc, hãy thích lắm. Thiền trong quản trị kinh doanh nó dành riêng cho người giám đốc. Nó dành riêng cho người giám đốc và thực hành thiền rất là ít. À, đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được hết, mà nó lại chỉ có trong vòng từ 1 cho tới 3 phút thôi. Cái thực hành thiền của nó và tư duy một điều chỉ từ 1 tới 3 phút thôi. Cái quyển thứ hai là quyển Nơi Đến Hạnh Phúc dành cho chăm sóc gia đình. À, Nơi Đến Hạnh Phúc, à, hãy sống với gia đình của mình, Nơi Đến Hạnh Phúc rất là đặc biệt. Và quyển thứ ba này rất là càng phù hợp cho mùa dịch nữa là Không Giới Hạn. À, Không Giới Hạn. À, mọi người biết cái hình thức gọi là cái kỹ thuật gọi là Ho'oponopono mà. À, chị Hoa biết cái đó, Ho'oponopono mà. À, và chúng ta kích hoạt năng lượng của mình bằng cái kỹ thuật Ho'oponopono với âm nhạc, với music, với hình ảnh đẹp, với âm nhạc hay. À, và chúng ta tự set up lại cái tư duy của mình, tự set up tư duy và làm trong sáng đó. À, và đó là Ho'oponopono. Và nếu như chúng ta làm được điều đó thì không có giới hạn với lại bản thân mình về về cái năng lực cá nhân. Đó là ba quyển sách mà Hải đọc, Hải thấy rất là thích trong mùa dịch này. À. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Hải rất là vui tại vì mọi người đã cùng enjoy với Hải trong sáng nay. À, và hôm nay cà phê còn bao nhiêu thì uống bấy nhiêu nha. Cảm ơn Hải. Cảm ơn Hải rất là nhiều. Rất là tuyệt vời, đúng không mọi người? Mọi người cho này tràn vào tay ạ. Thiệt quá Hải ơi. Quá Hải ơi, cảm ơn Hải nhiều nha. Em rất tự hào với cô fan của chị đó. Và cái thời gian bây giờ của chúng ta là cái thời gian chúng ta giao lưu mở và chúng ta có thể chia sẻ hoặc là đặt mình câu hỏi để trong cái buổi sáng này thực sự là nó thú vị và thực sự là nó có nhiều cái ích lời cho chúng ta. Xin mời mọi người có thể là chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi ạ. Xin mời anh Hồ Đình Thái Hòa là có những cái chia sẻ gì cảm thấy nó thú vị trong sáng hôm nay, hoặc là có những cái câu hỏi hoặc là có những cái cảm nhận gì trong cuộc sống mình từ cái chủ đề trong sáng hôm nay. Xin mời anh Hồ Đình Thái Hòa. À, cảm ơn anh Nguyễn Văn Hòa. Thì hôm nay được anh Hải chia sẻ về từ 0 cho tới 9 các cái nội dung để mà cho mình được cải thiện cái sự tích cực, nhìn cái cuộc sống và cái ứng xử cuộc sống nó tích cực hơn. À, thì cái thật sự là học xong mà quên, nếu mà được thì nhờ anh Hải chia sẻ cho cái phái cuộc gì đó liên quan đến cái nội dung đó để mà Hoa cũng như anh chị em ở đây có thể đọc để mà ghi vào trí nhớ mà vận dụng kẻo quên. Thì thực tế chỉ cần làm khoảng 10% trong đó thôi, chỉ cần 10% trong đó thôi và một cách hàng ngày thì đã rất là tích cực rồi. À, thì hồi này Hoa có rất là ấn tượng cái câu mà anh Hải còn nói mà thời gian gần đây Hoa hay làm mà không biết cách nghĩa nó là như thế nào, đó là cái câu là biết ơn. Tức là khi mà chúng ta biết ơn thì tự nhiên cái năng lượng tích cực nó xâm đến trong cái con người của chúng ta, nó tràn về trong cái con người chúng ta, thì từ đó tất cả mọi việc mọi thứ nó trở nên rất là dễ dàng và dễ chịu với chúng ta trong những cái ứng xử hoặc là trong cái cách nhìn về cái tình hình xã hội, về cái công việc và về những cái người bạn bè, người thân hay là nhân viên đồng nghiệp của mình. Thì khi mà chúng ta đã nói lên cái từ biết ơn rồi, đó, biết ơn rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta đã nhận được từ vũ trụ rất là nhiều điều rồi, nhận được từ anh em bạn bè rất là nhiều điều rồi. Thì khi đó chúng ta không có cái gì mà có một cái ức chế nào đó cả. Như anh Hải còn nói là cái tính năng tích cực, cái từ những cái sự tích cực nó quay trở về liền. Thì Hoa rất là ấn tượng và Hoa đã thực hành cái điều đó hàng ngày. À, cảm ơn anh Hải rất là nhiều, để mà có một cái lần nữa Hoa đã tin tưởng vô những cái việc mà Hoa cũng như là đồng đội của mình đang thực hành hàng ngày. À, xin cảm ơn anh Đông Hải rất là nhiều. Cảm ơn anh Hoa. Yeah. Tiếp theo xin mời chị Thơm ạ. Chào tất cả anh chị em nhá. Thú thực là mình cũng rất là biết ơn anh Hòa, anh Đông Hải và tất cả anh chị em ở đây. Xưa nay thì thực ra học xong ra trường đi làm thì đúng là cứ lụi hụi làm suốt ngày 8 tiếng, 10 tiếng.
rất là vất vả trong công việc, đâm ra cái mình chỉ học nghiệp vụ thôi chứ cái giao tiếp thì thực sự là cũng còn kém, còn nhút nhát, rồi còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Khi vào BNI được lan tỏa từ anh chị em, mình thấy mình cũng thay đổi được khá nhiều, cũng tự tin hơn chút, rồi cũng thấy mình còn khiếm khuyết quá nhiều. Xưa nay mình cứ chủ quan, mình nghĩ mình cũng có tí tuổi đấy, mình biết đấy, nhưng mà thực ra chưa biết nhiều. Học mới thấy là anh Hải, khi anh Hải truyền đạt rồi nghe những cái buổi anh Hòa nói chuyện rồi giảng, mình thấy mình trời ơi, còn kém quá, thiếu nhiều những cái năng lượng tích cực. Mình thực ra còn bảo thủ, còn nguyên tắc trong công việc ấy, đâm ra là khi vào BNI mình được học hỏi rất nhiều, mà được cái năng lượng tỏa sáng từ các anh chị em, mình học hỏi, hy vọng là mình sẽ thay đổi được nhiều, giúp cho mình trong cái công việc kinh doanh nó được tốt hơn, được gắn kết anh chị em. Rất cảm ơn anh Hòa, anh Hải, cảm ơn tất cả anh chị em. Chúc buổi sáng vui vẻ. Cảm ơn chị Thơm. Cảm ơn chị Thơm. Và tiếp theo ở đây thì xin mời Đầu Cầu ở Phan Thiết ạ. Xin mời anh Thảo, một cái người rất là tích cực và đặc biệt là đang là hot trend của Phan Thiết ạ. Xin mời anh Thảo Sơn ạ. Cảm ơn Hòa, chào anh Hòa cũng như chào anh Hải và tất cả anh em qua khu vực Đông Nam Bộ. Chúc các anh chị có buổi sáng tràn đầy năng lượng ạ. Yeah. Và Thảo hôm nay hơi vô trễ xíu bởi vì từ 6 giờ sáng là có khoảng 5 tấn máy bột sơn, là nhân viên thì nằm trong khu cách ly mà sếp tự bóc luôn. Là tới 8 giờ rưỡi mới xong. Mới tắm rửa là lật đật chạy lên là nghe anh Đông Hải rồi. Mà cái buổi cái bài ngày hôm nay anh Hải chia sẻ vô cùng tuyệt vời luôn. Đó là cái suy nghĩ tích cực, và Thảo cũng đang áp dụng cái điều này vào cuộc sống của mình. Mình ở nhà nhưng mà mình vẫn có thể tích cực làm những cái điều từ bản thân của mình, nên tự vấn là mình phải thay đổi đó. Rồi nhờ mà có giãn cách như này mà ở nhà mình tích cực là hỗ trợ cho vợ mình biết là rửa chén rồi nó nhỏ nhỏ thôi, dạ, biết nấu cơm. Dạ đó, rồi được cái nữa là mình học tập được nhiều. Rồi mình cũng thật sự biết ơn cái cuộc sống này đã cho mình ngày hôm nay để mình còn tồn tại so với những cái người bất hạnh khác. Nhưng mà chúng ta không nên nhìn vô những cái điều mà nó tiêu cực hàng ngày mà để chúng ta nhìn đó làm thấy những cái điều buồn bã. Chúng ta hãy hướng vô những cái điều tích cực để chúng ta có thể là tự phát triển được bản thân của mình. Xin cảm ơn anh Hải ạ. À. Cảm ơn mọi người. Ơi, cảm ơn anh Hải Sơn ạ. À. Và tiếp theo xin mời một cái người... một người chị rất là tích cực và đầy năng lượng, đặc biệt là cái sự cho đi trong thời gian này tới cộng đồng và giúp đỡ là cái tiêu thụ sản phẩm nông sản của bà con nông dân. Xin mời chị Lê Lan ạ. Ly cà phê buổi sáng tôi yêu. Hôm nay một chương trình rất tuyệt vời. Và một cái người truyền lửa và những người xung quanh hưởng ứng với giống như là một cái gì đó mà là một cái bùa. Và sáng nay tôi bị lịm đi, nhưng mà tôi vẫn rất thích chia sẻ vì đấy là cái tính tham lam. Tôi bị tham lam đấy các bạn. Tôi rất chia sẻ cho các team away của tôi. Vì tôi rất tiếc cho một số anh chị em không được đu vào cái chương trình đi cà phê buổi sáng với chúng ta vào thứ bảy này. Thực ra với Len thì Len đồng cảm và toàn bộ với cái hướng của ông anh đến từ Phan Thiết mà có đôi mắt rất là vừa rồi rất là ấn tượng đấy ạ. Nó có cái suy nghĩ của mình tích cực. Và mình hưởng ứng những cái tích cực đó và đồng hành được với vợ con và giúp đỡ được vợ. Và tôi thích cái câu là rửa được chén cho vợ. Tức là đàn ông ở Việt Nam rất khó đấy ạ. Rất khó rửa chén cho vợ. Thế thì tôi lại liên kết lại. Những người doanh nhân chúng ta nếu muốn trở thành những người đàn ông tuyệt vời thì phải biết rửa chén đấy ạ. Anh Hòa và anh Chí Đông Hải và anh chị em nhớ đấy. Dạ tôi động viên thật. Còn với Len thì phải nói thật với mọi người là Len xuất phát từ cô bé đi bán hàng, xuất phát từ cô bé đi bán lẻ và 32 năm làm trong nghề bán hàng. Len là catering hàng hóa cho toàn bộ từ cái nhỏ nhất, duy nhất cái gì bán có tiền mà chuyển ra giàn khoan. Có mỗi một thứ mà nhà nước cấm, không cho được là phải cấm á, là không mang được ra giàn thôi. Và nói thật với các bạn rằng tôi đến cái lúc này thì tôi phát hiện ra xung quanh mọi người bạn bè của khách hàng, đặc biệt khách hàng của tôi Long Khánh, Long Thành nuôi chim, nuôi dê, nuôi nấm, không làm nó cứ tùng tùng ra thôi. Và hỗ trợ cho người ta để đi từ thiện thì không được. Và lúc đó mình nghĩ
Hôm nay mình phải kết nối lại tất cả bằng mọi mối quan hệ của, thứ nhất là của bên doanh nhân tỉnh và đặc biệt chỗ anh em đồng sự của bên BNI nhà mình. Và tôi đưa lên từng group và tôi mượn tất cả những cái tinh thần tích cực của những người nào tích cực. Rất cảm ơn anh Nguyễn Trí Đông Hải là suy nghĩ của anh đưa ra bài này hôm nay tôi thích lắm, bởi vì tôi luôn luôn tích cực. Tôi tích cực để tôi hướng đến những cái gì đó là những cái điều mà xung quanh rùa xua những cái tiêu cực đi. Và tôi hút tất cả những người là tích cực làm một group với nhau và nhờ tất cả những người đó để giúp đỡ bà con ta đưa ra được nông sản, đưa từ thức ăn đến người tiêu dùng và hỗ trợ làm sao cho một số shipper và anh chị em đang hiện tại không có việc làm và kiếm cơm ăn hàng ngày, kết nối lại alo cho các tuyến và tập trung. Cứ từ từ như thế thì tôi nói thật các anh chị cho và tôi thấy rất là vui. Khi mình nhận được cái niềm vui của mọi người gọi là em ơi vui lắm thế này và feedback lại mọi thứ, nhưng thực tế đây là cái niềm vui và máu của chúng ta ai cũng có máu đó. Và mình chia sẻ với các bạn rằng với tinh thần vui vẻ thoải mái và tôi thấy tôi trẻ ra nhiều. Sáng nào cũng 5 giờ kém 5 là tôi dậy tôi tập thể dục với cùng nhóm bạn dinh dưỡng và tôi tập thể dục và chia sẻ với mọi người về cái cách tư duy làm ăn thôi chứ nó chưa nói tư duy làm giàu. Mà suốt cả một ngày của tôi thấy vừa nấu ăn vừa chăm con chăm chồng và gia đình sạch sẽ thoải mái và vẫn kiếm ra được nhiều cái giá trị thặng dư cho một ngày. Và đấy là cái sức lao động và cái giá trị lao động của chúng ta. Cho nên là tôi tặng các bạn là niềm suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ tích cực. Cảm ơn các bạn. Dạ, yeah, rồi, cảm ơn rất là nhiều. Lê. Một người rất là tích cực và như mọi người đã thấy thì cái thời gian giao lưu của chúng ta trong sáng hôm nay là từ 8 giờ tới 9:30 thì xin mời hai ý kiến chia sẻ cuối cùng trong sáng hôm nay thì xin mời mọi người có thể bật micro thì xin mời một cái đầu cầu là đến từ Xuân Mộc đi, xin mời Vương ạ, Vương cứu hộ ok cho Vương ơi. Còn nếu Vương chưa ok thì xin mời anh Tất Phi Hùng ạ, đến từ Vùng Tàu ạ. Xin chào tất cả anh chị. Thì thật ra cái vấn đề mà tiêu cực và tích cực á thì cũng do cái chính cái bản thân của mình tạo ra. Chính bản thân mình tạo ra thôi. Thì bây giờ mình thấy cái ngôi nhà mình nó dơ. Thì bây giờ mình nghĩ cái tiêu cực thì mình không quét, hoặc là nhường cho người khác quét. Còn bây giờ mình nghĩ tích cực thì thôi, bây giờ không ai quét thì thôi mình quét. Mình nghĩ tích cực tí xíu thì có ai cũng vậy, thì thôi bây giờ mình làm cũng vậy. Thì nên mình thử ra tất cả những cái gì, cái tiêu cực hoặc là tích cực, thì chúng ta cùng nhau bỏ dẹp mọi cái quá khứ và mình hãy nhìn thẳng về cái vấn đề tương lai để cho cái con đường của mình đi nó rộng mở hơn. Chứ còn bây giờ quay đầu lại để mình nhìn lại cái quá khứ thì con đường của mình nó sẽ bó buộc lại, nó không rộng mở đi nữa. Thì cái cách nghĩ của Hùng là về cái vấn đề tiêu cực và cái tích cực là nằm ở chỗ đó. Thì cảm ơn tất cả anh chị cũng đã đưa ra một cái ý kiến và có một cái tư duy để mà rộng mở để anh em chúng ta cùng phát triển. Xin cảm ơn. Dạ, yeah, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Và cho anh Hùng tràn vào tay ạ. Và tiếp theo thì xin mời Bùi Hà. Xin mời Bùi Hà mở micro lên có thể chia sẻ được cái cảm xúc của em và cái ý kiến của em trong sáng ngày hôm nay được không Hà ơi? Hà đến từ Biên Hòa, xin mời em mở micro ạ. Dạ vâng ạ, em xin chào anh Hòa, em xin chào thầy Đông Hải ạ. Cùng toàn thể các anh chị ạ, chào anh chị Hoa. Thưa anh Hòa cùng anh Hải thì sáng ngày hôm nay thì cũng được nhờ chị Hoa cũng gửi cái đường link cho em để em cũng quên nhiều lúc quá thì không có coi kịp, nhưng chị quay lại toàn bộ video và gửi cho em Hà. Thì rất là cảm ơn anh thầy Đông Hải đã chia sẻ chính cái bí quyết mà vô cùng thật sự nó rất cần thiết đối với em trong giai đoạn này. Đâu đó em cũng rất năng lượng bình thường và như chia sẻ là em là một thuộc tiếp chân đi và liên tục hoạt động, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì làm việc online thì nhiều khi cái tinh thần cái bài huấn luyện của trường lửa của em đối với đồng đội và đội nhóm của em thì nó em cảm thấy rằng nó chưa có những cái chiều sâu và
thực sự là cái năng lượng thì rất là cảm ơn ạ. Nhưng thầy anh Hải đã chia sẻ cái bài ngày hôm nay thì em thêm một cái phần kiến thức về kỹ năng, và đặc biệt em ấn tượng nhất đó là luôn luôn suy nghĩ tích cực. Nó rất là quan trọng đối với em ạ. Rất là cảm ơn anh Hòa và cảm ơn Hòa, ban tổ chức ạ. Và bài chia sẻ của thầy Đông Hải đã giúp cho em Hà có rất là nhiều tràn đầy năng lượng trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Cho anh Hải cùng toàn thể chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Và cảm ơn mọi người đã tham dự trong cái buổi sẻ cà phê doanh nhân sáng thứ bảy hàng tuần của chúng ta. Và rất hy vọng mọi người sẽ là xem những cái link trong cái chương trình là cà phê doanh nhân sáng thứ bảy, cũng như là cái chia sẻ doanh nhân vào tối thứ năm. Và hy vọng chúng ta sẽ có những anh chị em có những cái tinh thần, có những cái tri thức, cũng như có những cái kết nối để chúng ta có chia sẻ cho nhau. Với cái tinh thần đó là cho là nhận. Và chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Và tinh thần luôn luôn tích cực ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Cảm ơn và chào anh chị ạ. Xin cảm ơn chị, chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người. Xin chào mọi người ạ. Tất cả các anh chị ạ. Hẹn mọi người vào tối ngày thứ năm tuần sau và sáng ngày thứ bảy tuần sau. Chúng ta lại đón nhận thêm nhiều bài học mới. Dạ, yeah, bye bye cả nhà. Chúc quý anh chị khỏe, trẻ, đẻ.